câu chuyện về chiếc bánh đúc có xương thực sự vẫn luôn tồn tại sưởi ấm và chữa lành tâm hồn cho những đứa trẻ không may có một gia đình chưa hoàn chỉnh những ngày vừa qua câu chuyện một bé gái 8 tuổi tại thành phố hồ chí minh bị dì ghẻ bạo hành trong một thời gian dài khiến dư luận không khỏi bức xúc mối quan hệ dì ghẻ con chồng một lần nữa trở thành vấn đề nhức nhối xã hội người ta không ngừng lên án và thở dài nhắc lại câu ca dao mấy đời bánh đúc có xương tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng vẫn luôn có những chiếc bánh đúc có xương và những người dì ghẻ yêu thương, hy sinh cho con chồng không hề thua kém đứa con do mình rứt ruột sinh ra. Dì ghẻ nuôi nấng tám người con chồng đau ốm, tự triệt sản ngay khi vừa sinh người con đầu lòng. Câu chuyện về dì ghẻ Phan Thị Hoa, 46 tuổi, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Trương, Nghệ An lặn lội nuôi lớn tám người con đau ốm, của chồng nhiều năm về trước đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Bà Hoa xuất hiện trong chương trình điều ước thứ bảy của VTV3 với vóc dáng nhỏ gầy gò, đôi mắt dần mờ vì bệnh sụp mí, nhưng vẫn tần tảo sớm hôm chăm sóc một thanh niên trẻ bị ung thư đầu gối tại bệnh viện KBVU Bướu Trung ương, Hà Đông, Hà Nội. Nam thanh niên Trần Văn Thắng 1997, mà bà vẫn hàng ngày chăm sóc và gọi là con thực ra lại là con riêng thứ bảy của chồng bà. Vốn là một chàng trai khỏe mạnh, nhưng lại bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư đầu gối. Sau phẫu thuật, Thắng gặp khó khăn trong việc đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải cậy nhờ vào bà Hoa. Để chăm sóc Thắng, bà Hoa một mình lặn lội lên Hà Nội những đêm trời trở gió, bà Hoa lại chẳng chọc thâu đêm. Phần vì lo cho Thắng, phần vì nhớ thương chồng và các con ở quê nhà. Thắng không phải là người con chồng duy nhất được bà Hoa yêu thương, cưng chiều. Ngoài cậu, bà có tất cả 9 người con nhưng trong đó, chỉ có một người là do bà sinh ra. Càng khiến người ta cảm động hơn là, ngay sau khi vừa hạ sinh đứa con đầu lòng, bà đã đi triệt sản để dồn hết tâm sức chăm sóc các con chồng. Đối với bà, không có khái niệm con riêng mà chỉ có con chung vì, dù tám người con kia bà không sinh ra bằng máu mủ nhưng lại sinh ra bằng một trái tim bao la tình yêu khi tôi về sống chung với bố nó thì các con còn nhỏ dại lắm tháng mới chỉ có ba tuổi thôi còn đứa út vừa tròn hai tháng chúng không có tội tình gì và tất cả đều thiếu vắng tình yêu của mẹ vì thế tôi thương các con như thương chồng thương cho chính số phận của bản thân mình bà hoa chia sẻ bà kể chính bà cũng từng mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ gia đình bà có tới chín anh chị em hoàn cảnh cũng vô vàn khó khăn bố bà cũng từng đi bước nữa để tìm người phụ nữ chung tay chăm sóc các con, và đến lượt bà, chứng kiến hoàn cảnh tương tự của cha con Thắng, bà tin rằng, việc lãnh nhận trách nhiệm nuôi dạy tám người con của chồng là một sứ mệnh, mà ông trời sớm đã định đoạt sẵn cho mình. Gia cảnh nhà chồng rất nghèo, quanh năm sống bám vào vài sào đất trồng chè nên các con đều ốm đau quạt quẹo. Người con gái đầu bị bệnh câm điếc bẩm sinh, tốn không ít tiền chạy chữa nên trong căn nhà vách đất của cha con Thắng, chẳng may may có một chút của cải, tiền bạc hàng xóm thường nói bà hoa là một người không bình thường bởi vì chỉ có người như thế mới dám đi vào một vũng lầy mà bản thân đã biết là trong đó có rất nhiều trông gai đớn đau bố tôi cũng cấm đoán rồi hàng xóm thì dị nghị nhưng tôi không bận tâm có lẽ tình yêu sẽ là một phép màu để có những quyết định lạ lùng tôi yêu ông ấy và tôi còn yêu các con riêng của ông nhiều hơn bà hoa tâm sự nói ra chắc không mấy ai tin những sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ giàu đức hy sinh ấy chỉ có một ước muốn rất bình dị là được nghe các con gọi một tiếng mẹ ơi ở vùng đất nơi bà sinh sống giữa mẹ ghẻ và con chồng vẫn còn tồn tại những định kiến gay gắt người ta thường gọi mẹ kế là mợ để phân biệt với người có công sinh ra mình nói về tình cảm dành cho mợ hoa cả thắng và các anh chị em khác đều nói rằng thuở ban đầu khi bố mới lấy người phụ nữ khác các chị em trong nhà đều rất hoài nghi vào lòng tốt của mẹ kế khi đó hàng xóm hay xì xào dọa dẫm rằng bố lấy người khác rồi có em bé thì các chị em chỉ có nước da dìa sẽ bị hành hạ, bị đối xử bất công, tệ bạc, Trần Thị Hiền, chị gái kế của Thắng Bộc Bạch. Nhưng rồi mọi nghi kỵ cũng dần qua đi. Mẹ Hoa không những không ghét bỏ chị em Hiền mà còn vô cùng yêu thương, ân cần chỉ bảo từng ly, từng tí. Nhờ có bà, bản thân Hiền và các chị em khác bỗng thấy căn nhà nhỏ như, ấm áp tình yêu thương nhiều hơn. Thậm chí, ngay cả hàng xóm cũng dần phải thay đổi cách nhìn. Bây giờ nhiều người con của bà Hoa đã đi làm, đi lấy chồng ở xa quê nhưng mỗi khi có tâm sự gì, chúng lại tìm đến ba để sẻ chia. Thương mẹ là thế, nhưng vì một nếp văn hóa từ bao đời và cả thói quen từ nhỏ, chưa ai dám một lần gọi ti. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.